Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 6, ngày 8 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 8 tháng 11 năm 2024, từ ngày 8 tháng 10 âm lịch ngày Bính Tý, trực, trừ, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, canh ngọ, mậu ngọ, tuổi hợp trong ngày, ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Giờ hoàng đạo, mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ, kỷ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ, đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng tây nam, hướng đông. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi lộc về đầy tay trong ngày thứ 6 này sẽ là tuổi thìn, tuổi tuất và tuổi thân. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 8 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Con giáp tuổi Tý hôm nay được chính quan che chở nên những cơ hội đầy triển vọng sẽ xuất hiện, giúp bản mệnh được phát huy tối đa năng lực bản thân, hướng đến những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Hôm nay, dường như mọi sự ưu tiên của bạn dường như sẽ tập trung vào gia đình. Bạn sẽ trở nên kiên quyết bảo vệ người thân khỏi những rắc rối trong cuộc sống. Thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay. Đó là lý do bạn nhanh mệt hơn và muốn được đi ngủ sớm. Bạn hãy đơn giản là lắng nghe cơ thể và làm theo chỉ dẫn của nó. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, giai đoạn không phù hợp cho bất cứ tham vọng nào của bạn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, liên tục phát sinh vấn đề, đòi hỏi bạn phải bình tĩnh xử lý. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, cảm thấy thiếu đi sự tin tưởng từ người thân của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, may mắn có được thành tích đáng kể trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, càng lúc gấp gáp, bạn hối thúc cũng không được gì. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quy nhân phù trợ, dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu, con giáp tuổi Sửu hôm nay được tam hội nâng đỡ nên sợi dây tình cảm với người khác được cải thiện. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác cũng dễ dàng duy trì kết nối tốt với mọi người. Thương quan khiến tuổi Sửu khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, nhất là thường xuyên gặp chuyện ngoài ý muốn. Hãy khéo léo tách bản thân ra khỏi rắc rối hoặc người không hiểu chuyện, đừng tốn thời gian với những người này. Thổ thủy xung khắc cho thấy bạn đang khá chủ quan với tình hình sức khỏe của mình, thường xuyên làm việc trong tình trạng quá sức, ảnh hưởng rất lớn tới thể trạng của bạn, nhất là đối với những ai đang có bệnh sẵn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, lời khen và động viên của mọi người giúp bạn vững tin. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, dễ nổi giận vì một câu đùa không đúng lúc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tránh vung tiền quá chán vào lúc khó khăn như thế này. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, một lời mời của người khác giúp bạn tự tin hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, bạn khá lạnh lùng trong cách nói chuyện, chia sẻ. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đen, xám, quy nhân phù trợ, tuất, mùi, thìn. Tử vi tuổi Dần, ngày hôm nay thiên ấn giúp tuổi Dần được nổi bật với sức mạnh trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo. Họ không chỉ là những người mơ mộng mà còn là những người có khả năng biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực. Hứa hẹn bạn sẽ bước vào một giai đoạn đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp. Nhưng để có được điều đó lúc này, bạn không nên cố chấp theo đuổi những việc không phù hợp với bản thân. Mộc thủy tương sinh hỗ trợ để khía cạnh tài chính của bản mệnh được khai thông. Hứa hẹn việc làm ăn lúc này ngày càng thuận lợi, thậm chí có thể lên như diều gặp gió. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, những lời khuyên của bạn lại vô tình bị bỏ qua một cách lãng phí. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, hãy từ tốn vì thành công đang ngay ở phía trước mà thôi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, vui vẻ cho người ta thêm cơ hội mới vào lúc này. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, bạn thông minh nhưng không có nghĩa khi nào cũng khôn ngoan. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đơn giản là hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, hồng, quy nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi Mão,
tác động của hình hại vô lễ nên con giáp tuổi Mão khó chịu trước cách hành xử không phải phép của ai đó. Tuy nhiên hãy cân nhắc về độ phù hợp trong từng hoàn cảnh, tránh khiến bản thân rơi vào sự xô xát không đáng có. Nhờ có chính ấn mà con giáp tuổi Mão hôm nay sẽ được thể hiện một sở trường của mình. Hãy tận dụng tối đa lợi thế này để gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội và may mắn không ngờ đó. Học cách xây dựng sự kết nối bền vững hơn với một nửa của mình, cho dù hiện tại mối quan hệ của hai người vẫn đang tốt đẹp đi chăng nữa. Nếu trước đây bạn làm tùy hứng thì nên học phương pháp mới và áp dụng. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, đừng quá tự tin về chiến thắng mới đạt được và tự mãn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, tránh xa đà vào ăn chơi, tiêu xài tiền bạc hoang phí. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cân nhắc lại kế hoạch của mình thật thận trọng hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong cảm hứng của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tránh tò mò thái quá chuyện của người khác vào lúc này. Con số may mắn 7, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tuổi Thìn độc thân tha hồ đón nhận cơ hội mới trong chuyện tình cảm với sự che chở của tam hợp trong hôm nay. Người có đôi cũng may mắn có được trải nghiệm lãng mạn, hạnh phúc bên một nửa của mình. Nhờ có thực thần mà ngày hôm nay của con giáp tuổi Thìn trôi qua thật bình yên. Lý do một phần là vì bạn cũng hiểu rõ tình hình nên không cố làm rối mọi thứ lên, đơn giản là đón nhận bất cứ chuyện gì có thể xảy đến. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu đang có bệnh nên tập trung chữa trị theo chỉ dẫn của bác sĩ và bên cạnh đó bạn cũng nên học cách cải thiện các vấn đề liên quan tới tinh thần. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, hãy luôn ưu tiên sự hòa hợp trong mối quan hệ của bạn lên hàng đầu. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, tự cho rằng mình giỏi và không cần sự giúp đỡ là suy nghĩ sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tập học hỏi từ những điều nhỏ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, không nên sa đà vào việc kể lể vấn đề của mình quá mức. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, không cần thể hiện, hãy đơn giản là sống cuộc đời của mình. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, trắng, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, con giáp tuổi Tỵ dễ có xu hướng nổi giận hơn trong ngày có tỷ kiên. Nếu ai đó tỏ ra yếu đuối, bạn càng thấy khó chịu hơn vì rất muốn đối phương đứng lên bảo vệ ý kiến của mình. Những tính cách khác nhau thì luôn có va chạm không mong muốn. Thay vì tránh né người khác khi gặp mặt thì hôm nay bản mệnh nên cho phép mình có thời gian riêng tư. Bạn cần một chút hướng nội hơn trong hôm nay. Nếu bạn cần lời khuyên từ người bạn ngưỡng mộ, hãy mạnh dạn liên lạc với họ nhé. Được gần gũi những ai có năng lượng tích cực thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, một chút sóng gió mà đã gục ngã thì còn gì là dũng cảm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, bạn định nói chuyện phải, trái nhưng nhận ra không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp trước khi đi ra đường. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tránh việc vạch ra từng lỗi lầm nhỏ của đối phương, gây ra những khoảng cách lớn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên tránh xa những địa điểm quá ồn ào, đông đúc, chen chúc. Con số may mắn 7, 1, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, bạn là những người năng động, dám nghĩ, dám làm và có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Nhưng xem ra vì thế mà bạn có chút kiêu ngạo, lại gặp tương xung nên có tranh cãi trong hôm nay cũng là điều khó tránh khỏi. Chịu tác động của kiếp tài nên con giáp tuổi Ngọ không hài lòng về cách làm việc của ai đó. Tuy nhiên, cách bạn thẳng thừng bày tỏ là không nên vì sẽ gia tăng căng thẳng, khó làm việc cùng, cách nhắc nhở cũng chỉ nên khéo léo sẽ tốt hơn. Khi mọi thứ không thuận lợi thì bạn rất dễ vô tình mắc kẹt vào một vài tình huống không thoải mái. Hôm nay bạn được khuyến khích dành nhiều thời gian cho bản thân. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, không nên áp đặt ý kiến từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hành vi thiếu tôn trọng sẽ gây ra nhiều vấn đề lớn hơn cho cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tránh chi tiêu hoang phí khiến bạn phải gánh hậu quả của vấn đề. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nếu người khác không nói thì đừng cố khai thác kỹ làm gì. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, dường như bạn đang quên đi yếu tố an toàn là yếu tố quan trọng. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, Tuất,
Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, tác động của tương hại nên bản mệnh có thể gặp rắc rối về mối quan hệ. Thế nhưng đó cũng có thể là thời điểm để bạn thanh lọc lại bạn bè, người thân. Bạn cũng chỉ đủ thời gian cho những người phù hợp với mình mà thôi. Con giáp tuổi Mùi hôm nay phải đối mặt với một ngày đầy khó khăn. Khí thương quan gây ra tổn thất lớn, khiến bạn có lúc cảm thấy mất tự tin với bản thân. Bạn khó khăn khi phải thừa nhận điểm yếu của mình. Những gì xảy ra khiến bạn có xu hướng muốn thu mình lại. Nhưng hãy thử nghĩ tích cực lên, sự thử thách sẽ đem lại vô vàn điều thú vị, khiến cuộc sống của bạn trở nên đa sắc màu hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, đừng để phạm sai lầm rồi mới nói giá như, điều đó quá muộn rồi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy chỉ tập trung vào những câu nói mang tính an ủi người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, tìm lại được hướng đi phù hợp hơn với mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, bạn khó khăn khi tìm kiếm sự hỗ trợ trong thời điểm này. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tránh khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh mình. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, mối quan hệ của con giáp tuổi Thân có thể được khen là lý tưởng trong ngày có tam hợp soi rọi. Bạn cũng có cảm giác biết ơn vì những gì bạn đang có ở hiện tại. Với bản chất mạnh mẽ và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có khả năng thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà trong công việc, bạn sẽ nhận được một vài sự giúp đỡ đầy bất ngờ từ đồng nghiệp. Thiên tài giúp sức nên tuổi Thân tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc. Những ai đã tìm kiếm cơ hội mới và kiên trì theo đuổi kế hoạch đầu tư của mình sẽ thấy được thành quả xứng đáng, mở ra cánh cửa cho những giấc mơ về sự độc lập tài chính. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chẳng ai có thể giúp đỡ mãi được, hãy tự giúp mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, có tiền để mua món đồ, thỏa mãn đam mê của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, chính bạn cũng phải là người tỏa ra năng lượng tích cực trước đã. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, thêm nhiều động lực để bước tới con đường phía trước. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, cảm thấy trân trọng tình thân mà mọi người dành cho nhau. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu có sự xuất hiện của tương phá, nhắc nhở con giáp tuổi Dậu nên hết sức đề phòng về những gì có thể xảy ra trong hôm nay, nhất là khi bạn từng khoe khoang điều gì đó thì rất dễ bị tiểu nhân gây hại. Về mặt tài chính, chính tài xuất hiện hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội đáng giá cho con giáp tuổi Dậu. Sự nhạy bén trong việc quản lý tài chính và khả năng đầu tư thông minh sẽ giúp họ gặt hái được lợi nhuận đáng kể. Kim thủy tương sinh có thể mang lại tin vui về khía cạnh sức khỏe của tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Hoặc ai đó mới ốm dậy sẽ nhanh chóng phục hồi, bản mệnh cũng luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, khiến ai cũng an tâm. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tạo được ấn tượng mạnh mẽ với đám đông nhờ thành tích của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, giận hờn nhiều chỉ khiến cuộc sống thêm nặng nề hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy chủ động làm mọi việc trong khả năng của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đơn giản là học cách đồng cảm thay vì cố gắng phán xét. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng ngại lượm lạt kinh nghiệm sống của người khác. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tinh thần lạc quan và sự cởi mở của con giáp tuổi Tuất trong ngày có thực thần, khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và dễ gần. Họ sẵn sàng hỗ trợ và an ủi những người gặp khó khăn, trở thành điểm tựa vững chắc cho bạn bè và người thân. Sự nhạy bén trong công việc và quyết tâm vượt qua mọi thử thách sẽ giúp con giáp tuổi Tuất đạt được thành công trong các lĩnh vực đòi hỏi sự đổi mới và sáng tạo. Vì thế lúc này bạn cũng nhận ra mình nên tập trung vào đâu để tối ưu. Về khía cạnh tình cảm, thời gian này bản mệnh có nhiều chiêm nghiệm hơn, từ đó bạn cũng chủ động trong việc chỉnh sửa mối quan hệ giữa hai người. Việc này khó và cần thời gian, nên lúc này đơn giản là bạn cần kiên nhẫn hơn với chính mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn khá tỏ tường kế hoạch và âm mưu của ai đó. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, bạn học hỏi được rất nhiều từ những người đi trước. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đừng quá buồn khi thành tựu của bạn chưa đủ nhiều. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, bao dung hết tất thảy mọi người mang lại bình an cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, khổ ải nào rồi cũng sẽ qua, trả lại cho bạn sự bình yên. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xanh lá, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ.
Tử vi tuổi Hợi, con giáp tuổi Hợi đừng quá lo lắng khi có tam hội nâng đỡ, vì mọi người sẵn lòng hỗ trợ bạn, ở bạn luôn có sức hấp dẫn tự nhiên, giúp xây dựng những mối quan hệ bền chặt và đáng tin cậy. Ảnh hưởng của thiên quan nên hôm nay tuổi Hợi cảm thấy tâm trí đang như một đống lộn xộn, cảm thấy bối rối về nhiều thứ. Tuy nhiên đừng nghĩ ngợi quá nhiều, những chuyện vặt vãnh này sẽ tự khắc trôi qua, bạn không cần phải để tâm đâu. Có thể cách bạn bày tỏ cảm xúc với một nửa của mình không hiệu quả nên có thể dẫn đến những hiểu nhầm. Tuy nhiên đừng tập trung vào việc cãi vã, hãy sớm nhận ra vấn đề để chỉnh sửa trong cách giao tiếp của chính mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, hãy nhạy cảm và chịu khó quan sát nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cái tôi cao nên bạn cũng có xu hướng dễ nóng giận hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, đừng ngại tìm hiểu, tò mò những thứ mới mẻ, thú vị. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, sự ngại ngùng, e dè khiến bạn đánh mất cơ hội tốt. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, giúp đỡ người khác một việc nhỏ cũng thật ý nghĩa. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 8 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dần, Thân, con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Sửu, Mùi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.